không biết cái xe nó đổ rác mà rác chắc trong trong mấy cái khu công nghiệp quá. Bình thường thì nó đổ khoảng 8 giờ. Ừ. Cái này là cái thằng này nó cũng mới ấy ra, tôi cũng không hiểu ra gành không nữa, thầy gì nó quen quen nó thấy già rồi nó kêu nó cho lụm nặng kiếm sống hai vợ chồng sống vậy mà. Khu đất rất là trống, cây cối bạch đàn thì tùm, xung quanh thì biệt lập, đó, cho nên là người, đấy các đối tượng này là lợi dụng một cái đó để mang tới đây. Thứ nhất là cũng có cái để mà phân loại rác, chọn những cái rác nào mà có thể còn tái sinh được thì mang đi. Đấy, còn cái nào mà có thể là không tái sinh được thì lợi dụng vào các cái hố chôn xúc vật đổ đó hoặc là để trên lộ thiên. Thì đấy cái này thì đối với địa phương đã nắm được, nhưng mà đối với lực lượng mà để mà chốt trực hàng ngày ở đó thì rất là khó. Tại vì địa bàn thì rộng, ngoài các cái lĩnh vực khác, ví dụ trật tự đô thị thì đã là gần như là căng mình.